Vâng, em xin mến chào toàn thể các bác nhé. Thì hôm nay em xin test cái bếp từ mẫu mới nhất của Daikyo San. Mã này thì có mã là DKT10005. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 1 năm cộng thêm 1 năm, có nghĩa là sẽ được bảo hành 2 năm. Và khi kích hoạt tem bảo hành điện tử lên thì sẽ được bảo hiểm trách nhiệm lên tới 1 tỷ đồng các bác nhé. Em giới thiệu qua về cái sản phẩm này một chút. Thì toàn bộ ở đây, cái sản phẩm này thì được thiết kế là cảm ứng các bác nhé. Đấy, phím cảm ứng hết. Đấy, thì bây giờ em sẽ làm một cái bài test nhanh thôi. Thì đây là bếp mà mới tinh. Đấy, thì khi test thì em sẽ đặt cái tờ giấy lên để tránh cái tình trạng là nó bị bụi bẩn nó ảnh hưởng sau này. Đấy, đây là cái son bếp, son từ đây. Đấy, bây giờ em sẽ bấm nút nguồn này. Đấy, bấm nút nguồn nhé. Chọn chế độ lẩu này. Đấy, đây là đang nhiệt độ là 1000, công suất là 1200, 1400, 1600, 1800 này, 2000, tương ứng 2000W đấy. Đấy, bếp đang đang sôi lên này. Ui, sôi cực nhanh luôn các bác nhỉ. Quạt gió chạy rất êm. Đây có rất nhiều chế độ nhé, lẩu này, chiên này, xào nướng này, đun nước này, nấu cháo này, hấp và nấu súp. Có chế độ hẹn giờ và chế độ khóa trẻ em nữa các bác nhỉ. Đấy, đã sôi rồi này. Chưa đến 1 phút, chưa đến 1 phút mà đã sôi rồi. Đấy, sôi cực kỳ nhanh các bác nhỉ. Đấy, công suất 2000W. Rồi sôi rồi thì em sẽ cho giảm nhiệt độ xuống. Con này nhìn xuống nhiệt độ công suất thấp nhất là 200W này, 400W này, 600W này. Đấy, 800W, 1000W. Đấy thì nó tùy thuộc vào các chế độ mà mình điều chỉnh nhé. Ví dụ như chế độ 1000W này thì nó luôn sôi nhé. Còn khi mà giảm xuống chế độ các cái chế độ như này, ví dụ như 600W này, nó sẽ đóng ngắt. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, sôi nhá, xong là nó sẽ ngắt. Đấy, nó cứ đóng ngắt như thế chứ không phải là nó sôi liên tục. Ví dụ như mình bật chế độ 1000W lên thì nó mới sôi liên tục. Đấy, rất nhiều các chức năng nhá. Đây, chẳng hạn như chiên này, xào này, nướng này, đun nước này. Đấy, đun nước thì cái màn hình hiển thị này nó sẽ hiển thị lên là auto. Đấy, tắt. Con này cảm biến cực kỳ nhạy các bác nhé. Đấy, thì đây là một cái clip ngắn em test trực tiếp sản phẩm. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0982 826 628. Vâng, em xin chào, cảm ơn toàn thể các bác.